Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe tay ga, tay côn rồi xe số cho anh chị và các bạn nha. Cho anh chị và các bạn chịu khó mình tham khảo kỹ clip. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Liên sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Liên ạ. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay Liên sẽ cập nhật nói chung là tất cả các dòng xe luôn, hầu như tất cả các dòng xe luôn mọi người. Đặc biệt là quay ở trong đây nè, mọi người coi rất là nhiều luôn. Thì Liên sẽ giới thiệu dòng đầu tiên là dòng F155 nè. Độ lên hai màu cực kỳ hot luôn nha mọi người. Đó, bên này là một em màu xám xi măng, được kết hợp đi thêm tem màu đen với màu đỏ nè mọi người. Tất cả các tem này nè thì bên Liên là sơn chìm vào xe luôn nha, nên mọi người không có sợ bị bong tróc hay bị gì đâu. Nếu mà nó có bị bong tróc hoặc bị nổ sơn, nói chung lỗi do bên sơn á, thì bên Liên sẽ hỗ trợ mọi người sơn lại nè, không mất phí trong vòng 2 năm luôn nha mọi người. Thì giá hiện tại F155 này cũng cực kỳ ưu đãi cho mọi người luôn, khóa thông minh luôn nha mọi người, là 47.500. Còn với những cái màu sơn này nó sẽ nhỉnh hơn, cao hơn chỉ có 1-2 triệu thôi nha mọi người. Bên Liên sẽ đổi màu cà vẹt theo xe, theo màu xe cho mọi người luôn. Rồi qua bên đây là một em được độ lên màu xanh lục bảo, rất là đẹp luôn nha mọi người. Được cặp bánh mâm zin của cái màu mẫu màu xanh GB luôn nè mọi người. Đó, giá vẫn là 47.500 nha mọi người. Trả trước giúp Liên là 5 triệu rồi nếu mà nguồn hỗ trợ mua góp á. Rồi qua bên đây là một mẫu quay alpha, mẫu mới luôn nha mọi người, màu đen nhám. Nó cực kỳ đẹp luôn. Quay alpha hiện tại giá cũng cực kỳ ưu đãi cho mọi người luôn, chỉ với 17 triệu nha mọi người. Đó, mẫu mới nè. Rồi qua bên đây là một mẫu màu trắng bóng. Trắng bóng cho mọi người nè, cũng quen pha. Rồi có một chiếc Sirius FI nè mọi người, Sirius FI thì hiện tại giá là 23 triệu. Sirius FI với lại quen pha luôn thì mọi người chỉ cần trả trước giúp Liên là 1 đến 2 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người góp rồi nha. Đem theo giúp Liên là chứng minh nhân dân nè hoặc căn cước công dân, Liên sẽ hỗ trợ mọi người làm cái gói lãi suất ưu đãi luôn nha. Nếu mà có bằng lái xe hoặc sổ hộ khẩu thì mọi người cứ cầm theo giúp Liên luôn. Rồi SH125 nè mọi người. SH125 thì hiện tại giá là 82 triệu nha mọi người. Còn qua đây là Future bánh mâm nè. Future bánh mâm thì hiện tại giá là 34 triệu. Trả trước giúp Liên 5 triệu là được rồi. Mọi người nếu mà mua SH125 này á, thì mọi người chỉ cần trả trước giúp Liên là 20 triệu là được rồi nha. 20 triệu à? Dạ đúng rồi anh. Okay. 20 triệu là rước chiếc SH về chạy Vivo luôn. Bên 20 em làm, triệu 2 triệu à? 20 20 okay. triệu nha. Còn Sirius FI với lại Wenfa thì mới là 2. Rồi một mẫu Winner V3 nè mọi người. Winner V3 mẫu này là phanh ABS cho mọi người luôn. Giá là 37.500. Mọi người cũng chỉ cần trả trước từ 1-2 triệu giúp Liên nè. Đây có chiếc Vision. Thôi Vision ra ngoài Liên ấy đi. Xe này khách cọc rồi. Rồi mẫu đường đua của Winner V3 nha, cũng là 37.500 luôn. Trả trước giúp Liên 1-2 triệu là được nè. Rồi qua bên đây là có AB nha mọi người. AB thì đầy đủ phiên bản cho mọi người luôn. Từ AB 160 nè, 150 cho mọi người, 125 luôn nha. Rồi đầu tiên là một chiếc AB 160 màu đen. Màu đen này được có mấy cái lường bạc này rất là đẹp và bắt luôn nha mọi người. Thì giá hiện tại cũng cực kỳ ưu đãi cho mọi người, đó là với giá là 55 triệu. Nếu mà mọi người góp thì trả trước giúp Liên là từ 8 đến 10 triệu là được rồi nha. Bên Liên vẫn còn hàng của 150 nha. Đầy đủ màu cho mọi người á, chỉ hình như chỉ hết cái màu xanh nhám đặc biệt thôi. Thì AB 150 thì hiện tại giá cũng ngang ngửa với 160 luôn, đó là 55 triệu thì cũng chỉ cần trả trước giúp Liên là từ 8 đến 10 triệu là được. Đó, đầy đủ màu cho mọi người nè. Bên Liên có độ hành màu trắng bóng cho mọi người nè, đó có độ màu luôn nha. Rồi qua bên đây là một em AB 125 mẫu đặc biệt nha mọi người. Mẫu đặc biệt là màu đen nhám. Thì giá hiện tại của em này là 43 triệu cho mọi người luôn. Trả trước nếu mà mua góp thì trả trước từ 3 đến 5 triệu là được rồi. Đó, 150 nó còn màu xanh nè mọi người, màu đỏ. Và qua đây là có bản đặc biệt của AB 160. AB 160 thì bản đặc biệt này giá là 58 triệu giúp Liên nha. Rồi qua đây là một mẫu AB 150, bên Liên độ lên cái màu mà mẫu giới hạn mọi người. Tại vì cái mẫu giới hạn này lúc đó nó ra màu này đẹp thiệt, nhưng mà nó ra chỉ có được một số lượng có hạn thôi thì mọi người chuộng nên bên Liên vẫn sơn nha. Thì cái màu sơn này nó nhỉnh hơn từ 1-2 triệu thôi nè. Đó, thì giá của em nó là 56 triệu nha mọi người. AB phiên bản tiêu chuẩn của 125 nè mọi người thì giá tuần này là 41 triệu nha. Đó, và tất cả các dòng xe thì Liên sẽ hỗ trợ giảm giá thêm cho mọi người là 1 triệu nữa khi mọi người có liên hệ trước với Liên đi lên mua xe nha. Và khi lên cửa hàng nè, Liên có giảm thêm tiền xăng nè và hỗ trợ những phần quà ưu đãi luôn nha. Rồi lên đây có Mio đó nè mọi người.
Mio thì bên Liên đủ màu, Mio thì giá ưu đãi cực kỳ luôn, chỉ với 28 triệu thôi và giảm thêm 1 triệu chỉ còn 27 triệu nha mọi người. Đây, bên đây là một chiếc màu xanh trắng đen nè, cái này là chiếc màu jean nha mọi người. Đó, bên này bên Liên độ thành một chiếc độ màu nè, chiếc này chiếc độ màu thì nó bắt mắt hơn, nhìn bắt mắt hơn nha mọi người. Đỏ đen nè, độ màu xám đen nè và màu đen cho mọi người luôn nha. Rồi, bên đây thì có rồi qua bên đây thì có danh nớt nữa nha mọi người. Danh nớt thì giá hiện tại dao động từ 34 triệu cho tới 37 triệu, trả trước giúp Liên 5 triệu là được. Rồi, future trong đây có nhiều màu hơn nữa nè mọi người. Future màu xanh nhám nè, bánh mâm, rồi cả màu trắng, màu đỏ bên Liên cũng còn hàng đầy đủ luôn nha mọi người. Bánh mâm này hiện tại là 34 triệu nè, còn với cái màu trắng này thì giá nó nhỉnh hơn nha, giá là 36 triệu nha mọi người. Riêng màu trắng thôi, riêng màu trắng là 36 triệu. Nếu mà mua future thì mọi người trả trước giúp Liên từ 3 triệu là được hỗ trợ nha mọi người. Màu đỏ, màu đen em? Dạ, màu đỏ, màu đen, bánh mâm này thì 34 anh. Chỉ có mình cái màu trắng này là nhỉnh hơn là 36 thôi. Khoảng màu xanh nhám này cũng tương tự không? Đúng rồi anh. Cũng 34 à? Dạ đúng rồi. Còn nếu mà bánh căm của nó thì chỉ có với 31 triệu thôi. Ok. Có bánh căm luôn. Lên phía trên đi. Rồi, phía trên này thì có Vario 160 nè mọi người. Vario 160 thì Liên cập nhật nhiều rồi đó. Giá thì hiện tại cũng ưu đãi cho mọi người luôn. Đối với hai dòng phanh là nếu mà phanh thường thì giá là 51 triệu. Còn phanh mà ABS thì giá là 61 triệu cho mọi người. Mua góp thì trả trước giúp Liên là 5 triệu trở lên là được rồi. Đó, bên Liên rất là nhiều màu độ luôn. Lướt sơ những màu cho mọi người xem nha. Ở trên đây nè. Đó, bên Liên đang kiểm xe lại nên nó hơi đấy. Đó, đầy đủ màu cho mọi người luôn. Và đặc biệt hơn nè mọi người, Vario 125. Cái đợt giảm giá này thì mọi người mua cực kỳ mạnh luôn. Sơn không kịp luôn, bây giờ bên đây thì bên Liên dựng còn được có 3 con à. Giá hiện tại giảm mạnh nha mọi người, chỉ với 44 triệu cho tới 46 triệu thôi, trả trước giúp Liên 5 triệu là được rồi. Đó là với Vario 125. Liên nghe nói là Vario 125 chuẩn bị ra mẫu mới đó mọi người. Đây là Vision nha mọi người. Vision thì bên Liên hiện tại đầy đủ phiên bản nè, giá dao động từ 35 triệu cho tới 42 triệu tùy theo phiên bản nha mọi người. Nói chung là bên Liên đầy đủ phiên bản Vision thì mọi người cũng chỉ cần trả trước từ 3 đến 5 triệu giúp Liên là được rồi. Đó, đầy đủ phiên bản Vision cho mọi người luôn. Cá tính nè. Cá tính thì bao nhiêu? Dạ cá tính là 42 nha. Cá tính là cao cấp nhất. Như đặc biệt là 39 nha. Còn cao cấp là tầm 36 triệu. Tiêu chuẩn là 35. Đó, dao động tiêu chuẩn là 35. Phiên bản Genio. Genio. Genio thì giá là 34 triệu mọi người, nhập khẩu nguyên chiếc luôn nha. Đó, trả trước 2-3 triệu là được rồi. Rồi trên đây là SH150 nè, 125. SH150 mà phiên bản C này thì giá hiện tại chỉ có 101 thôi mọi người. Đưa trước 30 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người mua góp được rồi. Còn với dòng 125 thì giá là 82 triệu. Thì mọi người chỉ cần đưa trước 20 triệu thôi. Rồi qua đây có SHMO cho mọi người nè. SHMO thì tùy theo phiên bản, như phiên bản CBS thì giá là 62 triệu. Còn phiên bản cá tính này thì 75 triệu nè mọi người. Bên Liên có phiên bản đặc biệt. Ồ hôm nay không chân đây rồi. Phiên bản đặc biệt cũng là 75 triệu mọi người. Còn nếu mà phiên bản thời trang thì giá là 72, nói chung là đầy đủ phiên bản cho mọi người luôn. Thì mọi người cứ quan tâm cho mấy dòng xe này nè, cứ nhắn tin Zalo cho Liên đi. Ví dụ mọi người thích màu nào nè, mẫu nào, kiểu nào thì Liên sẽ tư vấn cái giá cụ thể và cộng thêm tiền biển số nha. Giá Liên báo đã bao gồm VAT cho mọi người luôn rồi đó. Rồi ok, thì đó là giá xe mình vừa báo cũng tổng hợp một tí cho anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn nào mua thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo. Bạn nào cần Liên báo giá những dòng nào thì mọi người cứ comment bên dưới. Có gì mình sẽ làm clip cho anh chị và các bạn ha. Mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.